สวัสดีบ่าวๆนักគ្នាเนี่ยมามើលปีระเบียบดังថាកូនគោបែបណាយើងអាចយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងចកាឬក៏បងប្អូនអាចយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងក្រោលបងប្អូនហើយដឹងថាវាល្អពួកពេលខ្លះយើងទិញកូនគោទៅយើងអាចដឹងថាគោមិនល្អតែអញ្ចឹងចេះតែយកទៅចិញ្ចឹមអញ្ចឹងទៅដល់ពេលធំឡើងឬគេនិយាយហើយគេប្រាប់យើងមួយម៉ាត់មួយកតទៅធ្វើឲ្យយើងឡើងចង់ចាំមួយយើង ตรอมเดินจําบ้านปีឆ្នាំដើម្បីឲ្យវាពេញហុកពេញហៀងពីតូចមកហ្នឹងគឺចំណាយពេលយូរអាធំបាទអញ្ចឹងយើងហៀនមើលធួធួក្នុងការដែលយើងអាចទិញកូនគោយកទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងចកាបងប្អូនបានអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលតំបងគេអាចមើលតួខ្លួនវាសិនទៅបាទកូនគោនេះនៅក្ចីទេបាទចូល 8 ខែដែលខ្ញុំប្រាប់ជូនបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែវាអត់តាន់ធំខ្លាំងទេហើយវាមើលវាបងប្អូនមើលគោខ្មែរយើងពិតមែនប៉ុន្តែលក្ខជៀវវាហៀងធំហៀងកប៉ាងធំធំគោខ្លះនៅរបៀបដែលអត់ទូចនេះអីវាហៀងអញ្ចឹងវាកាច់ទៅមេវាជាប្រភេទគោបាយច្រើនហូចបើមីក្រហមនេះវិញបាយសុទ្ធត្មងបាទតែខ្ញុំចំណាំនិយាយប្រាប់ជូនបងប្អូនថាគោមុខកពើមុខកពើណាបាទអញ្ចឹងគឺមុខកពើគឺមុខបែបហ្នឹងមុខកប៉ែតប៉ែតអញ្ចឹងប៉ុន្តែគោ
phải hành ao mưa chẳng á cả ôm mọt chẳng vì si ở sư hở smile để vừa tu tu nhỉ cả ôm mọt hiện mình sư lẹ thôm đấy nhỉ bài gì hở hở đài bên đấy nơi là si chẳng mong bồn ao tập việc liền chẳng dương mong mưa à cô nhung chập ở bồn bồn mới chẳng dương mưa tập hết cô cát nè con cô cát nắng là cái chuyện thôm hơi tung tung một vía viền viền ở cặp bật để viền cái đầu liền thùng thì chẳng tới tiền có ba tiền ấy nó gần mưa tới bị xong hụt xong hiện hơi mùi quanh tiết vì mình bột nó bột được môi luôn này bột pun đó co và đặc biệt vì mình bột pun bẹp ní cứ vì mưa tới khinh sạt cố ở cho đôi chmol cứ sạt à hay mưa đại trường vì hiện sờ thông thông à thấy nhé bông bồ này mưa hiện chật là cái chị hiện pang pang thông thông chẳng hạn nắng bàn này tha chia một phép con cô đại mình chấm nói là ô bà đà hay mùi bên tiết nó cứ dương mưa lập chật vì đi cục sật vì nó bông bông mưa tới khơi nạp sật vì lẽ và lẽ can là vén cứ can là sạt và nó anh ấy với ban đài cô lá vì ăn miếng sật này ăn miếng sật chẳng tự lấy vì ai khó khăn nia đôi ta cô miếng sật tự lấy vì lớp phèm đạp mơn chẳng ấy với cô ăn sật tự lấy vì khẩu nâng phèm đạp mơn đi tam nâng đá bông bông chẳng ngờ bờ miếng bột miền sắt các ba liền lo tới cứ bia miền nằm lại lại tới tam năng đài ba đôi ta tới lại quấn môi và môi hậu dân dân lụa pin nhân tới bữa sinh giữa miền chúng nó to hà lại na tiết cứ dân cho tới lại tam năng và tao máu bông bông mưa mưa sập bọc pua bia pua hiện thông chẳng á và bu hình thông chân hơi tật kia với hình trống á tại nhom chân nam phép chun bóng ôn hai tật kia cái rẻ giống và nịa hình smile trống trống với smile chân hai mùi viên tiết cút khỏi với nắng hiện quạt mai bởi quạt mai sắt ở nắng với ao cầu nữa và là ní vì ở sơi mai khăng chân mình sơi ao cầu nè và ao cầu nắng ban này tha dựng đặt ba bài ná thì chấn cứ vi cắt được ba chấn bờ cô cút cả hôm ấy nắng cứ vi hiện màu mê khai chân thời hay play đó con cô nơi hà dụng bơm bảy khai vẫn đang tiếp vẫn đạp lại đo với lò hay cả sóng đo với nó có hiện thông này bọn bọn khơi nhé con cố chỉ tôi tới với ở sơ miên cả sóng đo thông và má này và với miên tu tu chứ phần cô nếu với nơi tu bên này sóng đo với thông hay sập bọc bùa với bàn thực kia với con lò nắng cứ dương ai tinh vô từ sầm đẹp bọn bọn vô từ trăm không chực ca hơn trăm tục du thơ bùi ấy cứ chỉ một hết cô đại dương ai căn du cho năm rồi và nhẹ hụt hiện mình mà tuột luôn vì anh chẳng bông bông khơi nhé và anh nó cứ chia con cô đại dương ai can dù năm hơi dương châm tới ọt kho hay ọt kho tha ô thông láng khai kê bà áp cô dương khai kê bà áp tha cô nó mình xa thôi không châm dù ấy thời dương bạn thật chất lên tròn châm hai mùi bên tiết bông bông tinh cô rồi mẹ dương châm dù chẳng mơ vì tới mình cả tôi cũng mọi việc ọt đời bê và cũng mọi việc so khó lăng bê cho dân tới là nó sẽ lò và bản thái nơi là kê tinh nhấn còn là tha thầm đá là cái nạn tha vi xong hụt cô nó cứ chồng mọc máu cái tôi không máu nó ngày vậy
ແລະຮູບຮຽງຄືປັນປັນນັ້ນຫັ້ນບ້ອງບ້ອນວ່າບັດຕໍ່ມາຕິດບ້ອງບ້ອນອາດເມືອຕໍາລົງກົ້ນໂກໄດ້ຊິປະເພດໂກກັດກັດວ່າໂກກັດວີມີປະເພດກັດໂກຕະເລໃຫ້ນັ້ນໂກຕະເລກັດອັນດູຫຼືກໍໂກກັດປາມານອີ່ຈັ່ງເຕີຈັ່ງບ້ອງບ້ອນອາດເມືອເຕີປະເພດ កូនដែលកាត់ទៅបាពីច្រើនបាគេយកបាល្អៗអញ្ចឹងចង់កវាហៀងឆ្ងក់ឡើងលើបាឆ្ងក់ឡើងលើហើយលក្ខជាវាធំធំនេះដោយបងប្អូនឃើញកូនគោហ្នឹងអញ្ចឹងលក្ខជាធំហៀងឆ្ងក់ឡើងលើប៉ុន្តែបើខាងក្រោមវាហ្នឹងអត់សូវបានច្រើនបើសិនជាវាហៀងធ្លាក់ច្រើនហើយហៀងវែងជាងហ្នឹងល្អណាបងប្អូនអាចមើលទៅទម្រង់ខ្លះខ្ញុំចាប់ចងនៅខ្សែ នៅកកដាក់ពួរនៅកកមិនទាន់បានតុបតែងវាផងឃើញថាកូនគោនឹងវារុករៀងស្អាតបានប៉ុណ្ណឹងហើយថតនេះថតស្ទីនអត់មានអេឌីតឲ្យបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូថាអូតិចយកទៅឆ្នៃគោទួយឲ្យចេញគោធំអីបាទអត់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលពីតួចុងកវានេះចុងកអាចុងកកន្លែងកកវានឹងគឺយើងឆ្ងក់ឡើងទៅលើលក្ខជាធំ ហើយក្បាលវានឹងអត់កប៉ិតទេបងប្អូនណាក្បាលវាអត់កប៉ិតទេបើកដោងកន្លែងពីច្រឡោះភ្នែកនេះរៀងពូនឡើងជាងនឹងបន្តិចអានឹងស្អាតហើយបោកវាក៏បានដែរគោប្រប៉ុណ្ណឹងចាប់ទុកថាមានបោកអីបាទបោកវាប៉ិនរៀងទូចហើយផ្សិតក៏បានដែរបងប្អូនណាបាទមានផ្សិតមានអីបាទដងខ្លួនរៀងវែងវាអត់ខ្លីទេទៅវាអត់ខ្លីអញ្ចឹងវាយើងអ្នកអញ្ចឹងវាមើលទៅវាសមថាជីកូបាទគោខ្លះរៀងខ្លួនខ្លីអញ្ចឹង បាទហើយគូតខាងក្រោយនេះគូតខ្មៅអញ្ចឹងពេលវាធំឡើងយើងដាក់បាគឺវាឲ្យកូនហើយទាំងកសោមដោះទាំងផ្លែដោះអីគឺមាន4ណាអត់លើសទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅហើយនៅកូនគោទំ7-8ខែប៉ុណ្ណឹងផ្លែដោះវែងវែងបានប៉ុណ្ណឹងហើយគឺល្អណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានកូនគោប្រភេទដូចខ្ញុំឡាយជូនប្រាប់នេះ អាចតកតមកខាងហេខ្ញុំបានបាទឬក៏លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ0963386316បងប្អូនចង់បានតម្លៃធូរថ្លៃគឺបងប្អូនទិញតម្លៃអ៊ូដូចបងនៅខាងមេមត់ដែលគាត់បានកំងទិញគោពីខាងយើងទៅបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់បានតម្លៃដែលរើសគោ11គឺយើងគិតតម្លៃ11ហើយតម្លៃពេញអញ្ចឹងឯងព្រោះយើងរើសហ្នឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ ការមើលកូនគោយកទៅតពូជយកទៅធ្វើពូជបន្តបាទអញ្ចឹងតកតងមកខាងយើងតែបើសិនជាបងប្អូនចង់បានណាកូនគោយើងមានច្រើនណាប៉ុន្តែមានតាមប្រភេទគោអញ្ចឹងណាបាទសម្បោជាងគេគឺសម្បោកូនឈ្មោលបាទបងប្អូនចង់បានកូននេះយើងមានណានៅក្នុងក្រោលផ្សេង